Công nhận là bà xã của anh kỹ tính thiệt luôn á. Mua có ly cà phê mà giận người ta quá trời. Chứ sao nữa, chồng em á nhìn ngon vậy nè, bây giờ không kỹ ra đường người ta cướp mất rồi sao, đúng không? Nó bậy nó bạ không à. Chứ sao nữa, với lại cái chuyến này á em không có đi theo, hiểu không? Nên mà lỡ mà đồ có dơ bẩn như đó rồi ai mà giặt giũ cho. Anh đi chuyến này có 1 tuần à, nhưng mà anh hứa xong sớm á anh sẽ bay về sớm với mình. Ừ, nhớ đó nha, không thôi em giận á. Dì ơi xong chưa chị? À dạ xong rồi. Cảm ơn chị nha. Nha, nè của anh nè. Nhớ kỹ kỹ nha, dơ áo đó. Anh biết rồi, thôi đi nha. Dạ anh đi đi để trễ. Giữ sức khỏe đó. Rồi em biết rồi. Anh hả? Nhớ nhắn tin em nha. Anh gọi luôn. Cẩn thận nha. Chị ơi em gửi tiền cà phê nè. Dạ. Đến thối chị. Thôi được rồi, chị giữ đi. Ờ, nhưng mà... Thôi chị giữ đi. Chú Quán, dạ. Cho ly cà phê đi. Dạ, dạ. Kêu ta ra có chuyện gì hả? Dạ. Em mới đá ra nè, tất cả. Nghe nó cũng cỡ tầm 20 củ á. Tất cả chỉ cần đưa em 1/3 được rồi. 20 củ hả? Dạ. Đồ xì cút, mày cũng kêu ta ra là mất thời gian. Lần sau nhớ coi hàng kỹ kêu ta ra nha. Quán ơi, tiền cà phê của anh hồi nãy. Ủa? Dạ, anh. Nhiều vậy? Dạ 10.000. Dạ rồi, cảm ơn. Anh đi chuyến này có 1 tuần à, nhưng mà anh hứa xong sớm á anh sẽ bay về sớm với mình. Chết đời trai. Yeah.
Đền cái quần cho tôi cái đã. Có thật mới giật đạo. Sao không biết kìa? Chưa có giờ lớn như vợ chứ, tại tốn quá nên làm liều. Ủa từ nãy giờ cũng có lấy chai táo uống nước rồi, chưa có gì hết trơn. Lấy đồ ông lấy gì trong nhà này vậy? Cha chủ nhà. Ủa sao cha chủ nhà mà ông cản tôi mới đúng á, tự nhiên cái ông kêu tôi lấy đồ đi làm sao? Đừng quan tâm. Đúng rồi ha. Có cho lấy chứ. Nhưng mà có hồi nãy thật sự định lấy nhưng mà cái sắt họ không biết đường mở. Ông có chìa khóa không vậy? Mật khẩu. Có mật khẩu là được. cho tôi mật khẩu, ghi mật khẩu tôi đi. Nó về rồi. Giờ sao? Vậy sao? Trong toilet. Toilet đâu? Ông già, ông làm gì ông nhìn hoài vậy? Cái cảnh này ông thấy hoài mà. Ông đừng có nói với tôi là ông cũng muốn nha. Hả? Ăn cơm đi ông già. Ông quên. Có lỗi quá. Tôi phải đút cho ông ăn mới đúng chứ. Hả? Ăn đi ông già. Ông ăn đi. Ăn vô. Cái gì? Ông gườm tôi hả? Gườm tôi hả? Cái gì hả? Trường ai? Gườm nữa hả?
coi như là tôi sợ ông đi ha. Hả? Rồi, đợi tôi xíu. À mà quên, mình lên toilet trên lầu đi. Tại vì trên đó nó có bồn tắm, có nhiều trò vui hơn. Đi em. Quỷ sứ. Tại sao ông xuống tôi lấy đồ nhà ông á? Cái nhà này á, bự thiệt, bởi vậy mới gọi là biệt thự đó, thấy không? Nhưng mà so với ông tôi nghĩ chắc tôi hơi chật chội đúng không? Xin lỗi, tôi nghĩ sao nói vậy thôi à. Nè, nó quýnh vậy có đau không? Chắc cũng đau ha. Ăn đi, tôi đút hết. Cậu đi đi. Ông yên tâm, tôi biết ông sợ cái gì. Sợ tôi nói xuống đúng không? Nè, ông biết tôi sao tôi dám dắt cái ghế tới đây nè. Tôi ngồi tôi nói chuyện, ông có đút cơm ông ăn luôn không? Cái giọng này nè, hiểu không? Chắc chắn sẽ chơi thuốc. Mà chơi thuốc rồi á, nhanh lắm cũng phải một tiếng, còn có tới 2 tiếng hồ lận. Cho nên cứ yên tâm, nhai từ từ, nuốt từ từ, hiểu không? Chắc là hôm nay cậu không lấy được gì rồi. Chắc chắn là như vậy rồi, thấy không? Có lên đó, cô không dám lấy nữa. Lâu rồi không có đàn bà, hiểu không? Này, ăn đi. Gì nữa? Bỏ nghề đi. Từ nãy giờ thấy ông viết á, cũng nhiều lắm, ý tốt của tôi cũng nhiều. Nhưng nói thiệt, không ai muốn sanh ra làm cướp đâu. Ai cũng muốn có cái nhà bự và rộng như ông vậy trơn á. Ha. Hoàn cảnh, hoành càng, ok. Ăn đi. Tôi biết cậu là người tốt. Con à, vô ăn chút gì đi con. Không ăn đâu, bà ăn đi. Vô ăn chút đi con. Không ăn, muốn cái gì? Hả? Mà đừng biết khá đi. Bà già. Xuống sau rửa chén cái bà dọn cơm tôi ăn nha. Hôm nay đói à. Ha. Trời ơi. Khúc sao bán người ta rồi.
sĩ diện cái gì? À, đùi với cha nó cái gì? Nghèo thì bán thôi. À, bà tin mày mố mà hả? Tiền tao bán nó khúc trước cho bà coi. Hả? À, nó xấu xạo. À, tôi nói không trả lời giấy vốn nghe trơn bà. À, tôi nói bà hoài bà ngầm chỗ vậy. Hả? À, nè tôi bỏ đi một cái nha, lúc đó đừng có chạy theo rồi khóc rồi con ơi rồi lâu lại nha. Á à, ôi giỡn mặt hả vậy. Nó xong rồi. Cái gì lại vậy? Chắc không chơi thuốc rồi. Tôi đọc tốt nha. À, quên. Cái gì? À, sao nhất nó coi dữ vậy? Hả? Vậy nha. Lại nhìn á, con dâu của ông á, tôi cũng hốt rồi. Của cải tiền bạc của con trai ông á, tôi cũng hốt rồi.
Ông yên tâm, từ đây về sau á, ông hết thấy tôi à. Yên tâm nha ông già. Chó, chó, mày nỡ đối xử với ông ta vậy hả? Mày là thằng nào? Tao là ăn trộm. Mày vô đây mày ăn trộm đúng không? Tao ăn trộm nhưng tao còn đỡ hơn mày. Mày nghĩ sao mày đối xử với người ta vậy hả? Chó này. Cái gì vậy? Ăn cái gì vậy? Nó ăn trộm đồ như mình đó. Anh thấy nó đánh mềm. Nè, anh bắt được bây giờ nó đánh anh luôn nè. Mày cũng chậm. Quang, mấy người muốn làm gì tôi cũng được hết. Đưa ông về đi bệnh viện gấp đi. Nhanh đi, ông chết bây giờ đó. Đúng rồi đó ông, đưa ông đi cấp cứu đi ông. Khỏi, cứ sao? Để cho ông chết đi. Sao mà khỏi được, ông chết là mình đi tù đó. Có người đi tù cho mình mà lo gì em. Ủa là sao? Thì em nghĩ đi, bây giờ ra tòa, một thằng ăn trộm với lại em, người ta sẽ tin ai? Nhưng mà cái gì? Bây giờ anh không nói, em không nói, ai biết hả? Thật không? Anh, thật sự là chuyện này tôi... Anh ơi, tôi nghĩ là anh nên qua xem ba anh trước cái đã. Bà ơi, đáng lên bà ơi. Bà ơi, bà nhìn con nè. Bà ơi, anh ơi, bà thấy trong người sao? Hai người này tính vô nhà mình ăn cắp đồ anh, rồi đánh ba mình nữa. Mà cũng may anh về kịp chứ em không biết là anh không về kịp là chuyện gì xảy ra nữa. Quay xe về nhà gấp. Gần tới sân bay rồi, giờ này mình về là mắc cả tiếng nữa. Trễ chuyến bay mắc. Gia đình quan trọng hơn. Nhanh đi. Dạ. Anh dám đặt camera trong nhà này theo dõi tôi hả? Nếu tôi không làm điều đó thì làm sao tôi biết được bộ mặt thật của em chứ? Tại sao vậy? Tôi đã nghe người ta nói rất nhiều về chuyện này, nhưng mà tôi đã bỏ ngoài tai hết tất cả. Bởi vì tôi tin em. Nhưng kể từ lúc sau mỗi chuyến công tác xa của tôi về thì ba lại nhìn tôi mà khóc. Tôi biết chắc chắn là có vấn đề. Ba à. Về rồi nè. Về mà không nhắn tin cho em biết vậy? Bất ngờ gì hả? Đâu có gì bất ngờ đâu. Tại vì sợ cực vợ thôi. Cực cái gì? Nè, anh biết đợt này anh đi bao lâu không? Thì một tuần. Ai nói một tuần? Một tuần 10 tiếng 25 phút 35 giây á. Trời đất, em tính kỹ như vậy luôn hả? Chứ sao, chồng đi ở nhà nhớ muốn chết phải đếm từng giây từng phút đó. Rồi nhìn cái gì mà nhìn.
Trời ơi, xin lỗi người ta thì phải làm gì, hành động gì chứ trời. Rồi. Sao vậy? Ủa? Ba, ba có chuyện gì buồn hả? Ba nói con nghe đi. Ba, ba có chuyện gì hả? Tự nhiên khi chồng con về cái khóc, làm như là con ở nhà con không chăm sóc ba này đủ không bằng. Trời đất, vậy mà ba làm con hết hồn à. À, cái chuyến này về á, con có mua cái món mà ba thích nè. Để con dẫn vợ con xuống nấu cho ba nghe. Chờ con chút xíu nha. Đi Minh. Ba ngồi đây đợi cho con chút xíu nha. Ông mà biết bậy biết bạ, tôi bẻ lọi tay ông đó, ông biết không? Sau đó tôi sẽ đánh thằng con trai của ông tàn phế như ông luôn. Ông có tin không? Lúc đó, ông đừng trách sao mà người tóc bạc lại tiện kẻ đầu xanh. Ông hiểu không hả ông vậy? Hả? Đi em. Vậy hả Linh? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại làm điều đó với bà của tôi? Em muốn tôi làm cái gì cho cái nhà này nữa? Em muốn cái gì nữa hả? Anh ơi, anh bình tĩnh nghe em nói nè. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em không phải là người như vậy. Mà tại vì anh cứ bỏ em đi xuống rồi nên... nên em lỡ thôi à. Anh tha lỗi cho em nha. Em không có có ý làm cho anh buồn vậy đâu. Anh tha lỗi cho em nha. Em hứa từ nay về sau em không có làm vậy với anh nữa. Em thương anh lắm, anh tha lỗi cho em nha. Anh không muốn nhìn thấy em trong căn nhà này nữa. Kể từ nay về sau con sẽ không để ba chịu khổ như vậy nữa đâu. Ba đừng có buồn con nha ba. Quản gia, giúp tôi đưa ba tôi đi bệnh viện. Ờ, để tôi kêu giùm cho. Ủa, nhà này còn người hả? Hồi sáng vô đây ăn trộm. Hồi sáng vô đây tôi đâu thấy ai ngoài ông cụ đâu. Là người đút cơm cho ba tôi hồi sáng đó. Ờ. Là tôi đó hả? Cảm ơn anh. Mình đi ba. Ơi. Yes sir. Lên chủ, lên chủ. Ở hiền gặp lành mà. Ông chủ ơi, để quên cái này nữa nè. Ông chủ ơi, để quên cái này nữa nè.